Hân hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 25 tháng 7, Ban chỉ đạo Trung ương chương trình xây dựng nông thôn mới phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chương trình tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thông tin đăng trên báo điện tử Chính phủ. Tại buổi lễ, đã có 65 doanh nghiệp và 31 doanh nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Chính phủ với những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, thì vai trò và sự tham gia của các doanh nhân, doanh nghiệp là sự đóng góp quý báu giúp nhiều địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng liên quan đến nội dung này, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, Chính phủ vừa yêu cầu Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới khẩn trương ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới, đảm bảo nguyên tắc huyện nông thôn mới không thể là phép cộng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cần phải được quy hoạch và phải được gắn kết liên thông các xã với huyện và các huyện khác trong vùng, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất. Trên hầu khắp các báo đã đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ổn định sức khỏe về nước vào sáng ngày hôm qua 25 tháng 7. Nội dung chi tiết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, trên chuyến bay của hãng hàng không Airlines, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã về nước với sức khỏe ổn định và sẽ bắt đầu công việc ngay trong tuần mới. Thông tin này chính thức bác bỏ những tin tức sai lệch về sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh. Những ngày qua, khắp nơi trên cả nước đều có những chuyến hành trình hướng về nguồn cội, trao tận tay các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách những phần quà ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nhân 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thông tin trong bài viết hướng về nguồn cội đăng trên báo Đại đoàn kết. Bài viết nêu, mỗi năm không nhiều dịp để mỗi người chúng ta trực tiếp được đến tận nhà, trao tận tay, gửi lời thăm hỏi ân cần đến các mẹ, các gia đình chính sách. Nhưng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam luôn ra sức thi đua hướng về nguồn cội bằng những việc làm và hành động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước. Cùng nội dung này, trên trang thông tin điện tử hagiangtv.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã có bài viết Hà Giang làm tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng. Bài viết nhấn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm chú trọng tới công tác huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phong trào, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng. Từ đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Một thông tin đáng chú ý được nhiều báo cập nhật trong ngày hôm nay đó là Bộ đội Việt Nam và Lào vừa phối hợp phá vụ án ma túy 5,5 tấn. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Bộ đội Việt Nam và Lào phối hợp phá án thành công. Thông tin chi tiết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Theo đó, sau khi nắm bắt được thông tin có đường dây mua bán, tàng trữ vận chuyển ma túy lớn ở huyện Bạc Săn, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đã phối hợp với công an nước bạn Lào lập chuyên án lên kế hoạch chi tiết phá án thành công. Chuyển sang các thông tin kinh tế mới nhất được cập nhật trong ngày. Báo Nhân dân đưa tin, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 với mức tăng 0,13% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI cả nước tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2014. Theo đó, trong tháng 7, chỉ có duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02% so với tháng 6. 10 nhóm hàng hóa còn lại đều tăng giá, trong đó nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng mạnh nhất cũng chỉ 0,25% so với tháng trước. Đứng thứ hai là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%. Cũng về lĩnh vực kinh tế, báo Lao Động có bài viết Tâm lý tiêu dùng hàng Việt chuyển biến rõ rệt. Bài viết nhận định, người tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay cho việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại lâu nay. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Điểm báo online ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.